Xin chào các bạn lại quay lại những video của Lộc, và hôm nay mình review các bạn một cái món đồ mình mua trên Lazada. Thì thực ra thì mình rất là ngỡ ngàng, là mình rõ ràng là mình hình như là mình đã hủy cái đơn hàng này rồi, nhưng không hiểu sao thì hàng nó vẫn về đây, nhưng thôi không sao. Thì cái đơn hàng này nó là 188.000, thôi mình sẽ lấy, bởi vì nó là một cái điện thoại trắng đen. Và các bạn ạ, một cái điện thoại trắng đen, và đây là Lazada seller, đây đã có mã vạch mã vùng các thứ đây, họ gửi cho mình đây. Đây là đằng trước đằng sau, ôi hộp rất cứng này. Trong này là một cái điện thoại trắng đen theo hình thức là mình đã trên Lazada, thì mình không biết là trong này nó có củ sạc theo không. Không biết là nó có củ sạc theo không nữa, thì bây giờ mình sẽ phá nó là đây là 188.000 trên đây đây. Cái này là thực ra là 162.000. 162.000 cái điện thoại này, và ship 23.000. Đây là chỉ là cái tem, chưa bóc được cái hộp này ra. Hộp này đây, cái nối này, nối bóc chặt đây. Chọc mạnh quá, kéo vào này hỏng luôn cái điện thoại bên trong thì dở. Rồi, ok. Rồi, đây là nội thất bên trong. Đấy, mình tên cái hộp nữa, không biết hộp gì đây ạ, sạc. Rồi, cái sạc này được đóng trong hộp cẩn thận. Có mã vạch luôn nha các bạn nhé, có mã vạch luôn. Tuy nhiên thì là toàn chữ Trung Quốc thôi, nhưng có lẽ là nó cũng là một cái gì đó có khả năng là chất lượng, chứ không phải là tồi đâu. Bởi vì đây có rất nhiều các cái chữ quảng cáo thương hiệu. Rồi, một cái túi bóng thể hiện sự đẳng cấp của cái nhãn hàng. Rồi, các bạn thấy này, kim cương, để chữ kim cương rõ ràng luôn, kim cương các bạn ạ, kim cương đấy, điện áp từ 100 đến 240V, đấy, đưa ra là chịu được đến nguồn 15A, đưa ra là nguồn 800 mA thôi, 800 mA, tức là chưa nối đến 1A. Đấy, bởi vì là cái máy trắng đen thì cũng không cần phải sạc ngay. Phải nào. Rồi cái máy đây được bọc trong một cái, người ta đang luôn bắt các nhà bán hàng phải bọc trong cái bọc như thế này. Rồi máy đây các bạn ạ, còn đây là pin. Rồi, quả pin này cũng được đóng bọc trong cái túi. Rồi, con gà tiếp tới sẽ là cái máy. Cái máy này đúng với quảng cáo, nó là trong suốt các bạn ạ, nó làm trong suốt, nó làm trắng và trong suốt. Rồi, mình thì mình thích một cái màu đỏ cơ, nhưng mà không có thì mình lâu lắm rồi cũng không mua cái máy điện thoại như thế này. Cái máy này hình thức thì cái vỏ này rất là mới, nội thất bên trong thì có vẻ là rất là sáng bóng. Mình đã quên cách để tháo cái này rồi, cẩn thận nó lại gãy là mất đi đấy. Lâu lắm rồi không sờ vào những cái loại máy này, bây giờ quên cách tháo luôn rồi. Tháo là gì các bạn nhỉ? Đây rồi. Rồi mình sẽ lắp vào cái sim vào. Ôi chết rồi, chết tôi rồi. May quá nó chưa bay đi mất. Mình ngại nhất là tìm những cái thứ bé bé này mà khi mà nó rơi xuống đất nó vẫn còn ở ngay trong tầm mắt của mình thôi. Lắp một cái sim khó khăn. Rồi các bạn. Rồi, sim đây, chúng ta sẽ đưa nó vào đây. Mình bị khách hàng ăn trộm mất điện thoại. Hôm nay xe taxi mà khách hàng nhảy lên xe taxi của mình lấy trộm điện thoại của mình các bạn ạ. Nhưng mà mình thì không truy cứu trách nhiệm với họ nữa, và mình cứ để cho họ lấy tự nhiên thôi. Cái người hàng xóm họ có nói rằng là nó bị nghiện, cho nên là mình cũng không muốn lấy gì nhiều. Lúc họ lấy của máy của mình đi thì người ta cũng bảo là gọi điện cho người nhà của người đó, nhưng mình bảo thôi, cái máy điện thoại có đôi triệu bạc, mình không cần thiết đôi con làm cái gì của đi thành người. Rồi, quả pin này lắp vào rất là vừa,
rất là chặt chẽ. Rồi máy thẳng lên rồi các bạn, lên rồi phát sáng rồi. Rồi có sóng luôn à? Chưa có sóng, chỉ có pin rồi, đang báo là pin đang đầy rồi, nhận sóng rồi. Ok, sóng rồi. Bây giờ mình sẽ gọi thử nhá, mình sẽ gọi thử này. 0911 này, 547 này, 503 được rồi, đó là số điện thoại của mình. Mình sẽ gọi. Ôi chết rồi, mình gọi thì sẽ không quay được video. Tắt đi. Mình sẽ gọi 900. Gọi 900 đi. Rồi, có tiếng tun tút khi mình bấm bàn phím. Đấy. Máy dùng tốt luôn. Đấy. Máy dùng tốt luôn các bạn ạ. Rồi. 188.000. Ngày xưa là những cái chiếc máy như này thì phải mua mất 350 với cả sạc. Đấy, 350 với cả sạc, nhưng bây giờ thì chỉ có 188.000 thôi. Có thể cho nó sạc. Đấy. Theo quảng cáo thì nó sẽ nhấp nháy xanh đỏ, nhưng mà mình thấy ở đây nó không nhấp nháy xanh đỏ nhưng mình cũng không cần thiết. Mình cũng không thích nó nhấp nháy xanh đỏ lắm. Vì thực ra thì cái nhấp nháy xanh đỏ đó, nó chỉ làm cho mình chói cả mắt thôi. Mình chỉ cần nó như thế này là được rồi. Trông nó ấy hơn. Xanh máy xanh đỏ nó chỉ là cái gì đó ở cái hình thức thôi. Trông thì nó cũng hay mắt đấy, nhưng mà kể như mà có cũng được, nhưng mà không cần thiết lắm. Rồi. Cái điện thoại này có vẻ là ok rồi đấy. Mình sẽ dùng nó trong thời gian sắp tới để nghe và gọi với cái sim tiếp theo này. Và thực ra thì mình nuôi cái sim này thôi, chứ còn mất đi cái số này đấy thì nó là cái số của mình dùng lâu năm rồi. Đấy, đó là cái, đây là cái video review của mình. Đây là chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay. Mình sẽ cài đặt giờ cho nó. Và các bạn cảm thấy mà mình cần mua những cái điện thoại, một cái điện thoại giá rẻ mà tin tưởng nó ra thì các bạn có thể mua nhé. Vì mình đang cảm thấy rất là ưng ý với cái máy này. Mình sẽ đặt giờ cho nó. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Thì mình sẽ dừng video ở đây. Và chúc các bạn sẽ mua được những món đồ tốt và yên tâm trên Lazada. Goodbye.